Hello, xin chào anh em. Hôm nay lại về được một lô Nex 3 và Nex 5, nhiều như lợn con, giá thì lại như lợn chết anh em ạ. Những cái chiếc máy ảnh nó rơi vào tầm khoảng mức giá chưa đầy 3 triệu đồng. Ví dụ như chiếc Nex 3 thì nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu 7 đến 2 triệu 8. Nex 5 thì nó rơi vào tầm 3 triệu hay là 3 triệu 1 tùy từng ngoại hình. Giữa Nex 3 và Nex 5 ấy thì nó chỉ có khác nhau cơ bản ở chỗ, đó chính là con Nex 3 thì nó chỉ quay phim được HD mà thôi. Còn con Nex 5 thì nó quay phim Full HD. Nếu bạn nào mà muốn quay phim chẳng hạn thì chúng ta có thể là tham khảo cái chiếc Nex 5. Còn nếu chúng ta chỉ mua về để chụp hoặc là mục đích của chúng ta chính chỉ là làm một cái chiếc máy backup sơ cua thì hai cái chiếc máy ảnh này thì đều sử dụng chung một cái cảm biến là 14 megapixel. Do vậy mà chất lượng hình ảnh của hai cái chiếc máy ảnh này đều giống nhau khi mà các bạn dùng cùng một ống kính các bạn nhé. Giá mình báo ở trên đó chính là giá đã bao gồm ống kính rồi, đi kèm ống kính là 18-55. Mặc dù đây là máy ở thị trường Nhật nhưng toàn bộ tất cả những máy này thì nó đều là sử dụng menu tiếng Anh cả. Do vậy các bạn nó hoàn toàn có thể là sử dụng rất là dễ dàng và dùng rất là dễ các bạn nhé. Những chiếc Nex 3, Nex 5 này ấy, mình về ấy, có thể ngoại hình có thể xước xác nhưng riêng cái màn hình là cái mà hiển thị để chúng ta xem ảnh. Tuyệt nhiên tất cả những cái máy này nó đều không có một vết xước nào cả. Họ sử dụng gìn giữ rất là giữ gìn luôn các bạn ạ. Do vậy mà chúng ta chụp xong chúng ta xem ảnh lên đây rất là tốt luôn. Nex 3 và Nex 5 thì mình đã giới thiệu khá là nhiều những video. Ở trong cái mức giá này thì thực sự nếu các bạn mua một chiếc máy ảnh tầm khoảng độ dưới 3 triệu hoặc là sắp xỉ trên dưới 3 triệu gì đấy thì Nex 3, Nex 5 là một sự lựa chọn không thể có cái gì có thể là cạnh tranh được với nó. Ví dụ như nếu các bạn chọn con 40D thì mình đã làm một cái video so sánh 40D và con Nex 3 rồi, các bạn có thể xem lại. Chất lượng hình ảnh không kém này, mà khối lượng của nó nhỏ hơn này. Trong khi đấy cái hình ảnh khi mà chúng ta xem lại trực tiếp trên những cái màn hình này nó rất là mịn và chúng ta zoom lên zoom xuống chúng ta nhìn rất là rõ. Còn 40D thì màn nó bị rỗ. Do vậy khi mà chúng ta chụp xong chúng ta nhìn trên cái màn đấy chúng ta không biết là ảnh có nét hay không. Chúng ta mang về nhà chúng ta xem ở trên máy tính thì lúc này đấy mới biết. Lúc đấy mới biết thì làm sao còn thời gian để chụp nữa. Chiếc máy ảnh này có một cái màn hình độ phân giải nó cao, do vậy giúp các bạn chụp xong chúng ta có thể xem lại hình ảnh ngay ở trên màn hình để chúng ta biết được là ảnh có nét hay không, có đạt tiêu chuẩn để chúng ta lưu hay không. Nếu mà sai chúng ta có thể chụp lại. Rất là tiện của những cái chiếc này là như thế. Và Nex 3, Nex 5 thì đều có một cái màn hình lật gần 90 độ như thế này. Nó không thể lật về phía trước được nhé. Nó chỉ lật được 90 độ như thế này. Khi mà chúng ta lật 90 độ này thì chúng ta sẽ chụp ở cái góc sát đất rất là dễ. Hoặc là ví dụ chúng ta muốn dơ cao lên, dơ cao khỏi đầu người để chúng ta chụp thì chúng ta sẽ để nghiêng như này. Thì chúng ta sẽ nhìn từ dưới lên với cái màn hình lật như thế này sẽ giúp cho bạn tạo được những cái góc chụp ở những cái góc độ khó rất là tốt. Phụ kiện của những chiếc Nex 3, Nex 5 này thì đều bao gồm là máy pin sạc thẻ và bên mình bảo hành phần cứng. Tất cả những cái máy Nex 3, Nex 5 này đều bảo hành 3 tháng hết. Trong vòng 3 tháng nếu sản phẩm có lỗi ở phần cứng, bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Các bạn phải hiểu là những cái chiếc máy này là thay đổi được ống kính. Và những cái ống kính 18-55 đi theo máy này, đi kèm ở trên thị trường, thường những cái ống kính này nó rơi vào tầm khoảng độ 1 triệu rưỡi nếu mà ngoại hình nó còn khá như thế này. Do vậy, nếu mà các bạn nào mà đang sử dụng những máy ảnh Sony như A6000, A7, A9 hoặc là A1, A7C vân vân thì chúng ta hoàn toàn có thể mua mỗi cái body này không. Bên mình vẫn bán cái body không này. Khi các bạn mua body không như thế thì cái chiếc Nex 3 này body có mức giá là 1,4 triệu. Còn với những cái chiếc Nex 5 này thì body có mức giá là 1,6 triệu. Ví dụ như các bạn đang dùng một cái bộ ví dụ như là A72, A73, bạn bè thấy các bạn có một chiếc máy chụp đẹp mà bạn bè mượn bắt các bạn một con A72, A73 thì thực sự là cái máy đấy nói gì thì nói thì máy nó rất là đắt tiền đúng không ạ? Bây giờ cho bạn bè mượn một cái máy khoảng 20-30 triệu mà người ta cũng không biết gì chụp cũng như là không biết giữ gìn, nếu như mày nó làm rơi cái thì thứ nhất là mất bạn bè, thứ hai bạn bè có đền đi chăng nữa thì mình cầm tiền nó cũng không hay. Thì bây giờ chúng ta mua một cái body nhỏ nhỏ như này, nếu các bạn chưa có kit thì chúng ta mua thêm cái kit thì nó rơi tầm 3 triệu, coi như là chúng ta làm một chiếc máy backup sơ cua cho những cái máy lớn như A72, A73 gì đấy. Thì có phải ví dụ bạn bè mượn cũng được này, hay là con cái các bạn bảo bố ơi cho con chụp chẳng hạn, thì chúng ta lấy một cái máy sơ cua 3 triệu này ra, nhỡ may có rơi, nhỡ may có hỏng, rõ ràng nó cũng đỡ xót ruột hơn so với những cái máy A72, A73 tầm 2-30 triệu đúng không ạ? Máy này còn nhỏ gọn nữa này, cực kỳ là tiện lợi luôn. Nó hỗ trợ toàn bộ những cái ống kính của Sony, có nghĩa là các bạn sử dụng đang sử dụng những cái máy A72, A73 ngàm Sony A6300, A6400, chúng ta vẫn cứ gắn qua cái ngàm này đều ok hết, không có vấn đề gì. Giá thành thì rất là rẻ. Mà kể cả cái ống kit này, đối với các bạn mới chơi thì sao? Nó có thể chụp phong cảnh ở cái tiêu cự 18mm. Chụp phong cảnh của nó thì rất là dễ. Nếu mà chụp đời thường thì các bạn hãy zoom lên ở cái tiêu cự là từ 24-35mm. Còn khi mà các bạn chụp chân dung chẳng hạn thì các bạn hãy chụp ở trong cái điều kiện là 55mm. Giá này thì đã rất là rẻ rồi. Và bên mình vẫn bảo hành phần cứng cho các bạn là
3 tháng. Ví dụ như các bạn mua những cái chiếc này 3 triệu chẳng hạn ấy, các bạn dùng có 1 năm trời hay 2 năm trời, các bạn bán ở trên chợ đi chăng nữa 2 triệu có người mua ngay. Tại vì riêng cái ống kính này này nó đã mất 1 triệu rưỡi rồi. Tính ra cái body bán lại cho người ta cả một bộ 32 triệu thì thực sự sẽ có người mua ngay. Hoặc kể cả mình cũng mua ngay. Tại vì nó đã đến mức sàn rồi các bạn ạ. Có nghĩa là nó không thể rẻ hơn được nữa. Cùng nắm một vài năm nữa nó rẻ xuống thì nó cũng chỉ tụt rơi vào tầm khoảng một vài trăm nữa, chứ nó không thể nó tụt hẳn xuống tầm 2 triệu. Còn một điều nữa mà các bạn lưu ý này, ảnh đẹp hay xấu nó còn phụ thuộc vào cái con mắt của các bạn. Nếu các bạn mua máy này về các bạn chụp không đẹp được như một số những hình minh họa thì các bạn hãy xem tập trung trau dồi thêm kiến thức, chúng ta hãy tìm hiểu thêm được các bố cục cũng như là thêm những cái thông số kỹ thuật. Tại vì khi chúng ta đã sử dụng những cái máy ảnh có ống kính rời như cái chiếc Nik 3, Nik 5 này thì nó bắt đầu là chúng ta cần phải tìm hiểu về khẩu, về tốc và về ISO, cân bằng trắng các thứ. Những cái đấy thì nếu các bạn có một chút đam mê thì các bạn sẽ tìm hiểu nó dễ dàng hơn và chuyên sâu hơn, bức ảnh nó sẽ đẹp hơn. Nếu các bạn có một chút Photoshop nữa, biết một chút Photoshop nữa thì bức ảnh cũng sẽ tốt hơn. Còn nếu chúng ta không biết Photoshop, chúng ta có thể là lấy những cái bức ảnh này chúng ta post lên trên điện thoại và dùng app ở trên điện thoại, ảnh nó vẫn đẹp. So sánh với điện thoại thì rõ ràng những cái bức ảnh này nó độ chi tiết nó nhiều hơn, màu sắc nó cũng chuẩn hơn. Mình cũng có video so sánh những cái máy ảnh Nik 3 này so với một chiếc iPhone 12 Pro Max. Cái video đấy hơn chục người, nghìn người xem rồi, các bạn cũng có thể xem lại, mình sẽ ghi cái video đấy ở phía dưới các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những cái chiếc máy cũ khác nhé. Cảm ơn các bạn.